tiếp đón EIBA ở vòng 25 La Liga với mục tiêu giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Barcelona tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Họ dễ dàng làm chủ trận đấu và thắng với tỷ số 5-0. Lionel Messi tỏa sáng với một cú poker. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Arthur Melo phút 89. Thắng đậm đà, Barca vươn lên dẫn đầu La Liga với 55 điểm. Bởi ở trận đấu cách đó vài giờ, Real Madrid đã để thua 0-1 trước Levante. Kết quả một số trận đấu khác ở vòng 25. Celta Vigo có được chiến thắng tối thiểu trước Leganés. Real Sociedad đánh bại Valencia với tỷ số 3-0. Trong khi đó, tại vòng 25 Serie A, Bologna và Udinese hòa nhau một đều. Spal để thua 1-2 trước Juventus. Fiorentina và AC Milan hòa nhau một đều. Chuyển sang vòng 27 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea có được chiến thắng 2-1 trước Tottenham. Burnley đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-0. Crystal Palace có được chiến thắng 1-0 trước Newcastle. Sheffield United và Brighton hòa nhau một đều. Southampton đánh bại Aston Villa 2-0. Leicester City để thua 0-1 trước Manchester City. Vòng 23 Bundesliga, Freiburg để thua 0-2 trước Düsseldorf, Hertha Berlin để thua 0-5 trước Cologne, Werder Bremen để thua 0-2 Borussia Dortmund, Mönchengladbach và Hoffenheim hòa nhau một đều, Schalke 0-4 để thua 0-5 trước Leipzig. Trong khi đó, vòng 26 Lyon, Marseille để thua 1-3 trước Nantes, Angers có được chiến thắng tối thiểu trước Montpellier, Dijon và Monaco hòa nhau một đều, Lille đánh bại Toulouse với tỷ số 3-0, Strasbourg và Amiens hòa nhau không đều. Sau một tuần giữ sức, Ronaldo được Serie xếp đá chính ở trận với Spal tại vòng 25 Serie A diễn ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 2. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với một bàn thắng, giúp Juventus có được chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu thứ 11 liên tiếp Ronaldo ghi bàn ở sân chơi Serie A. Đó cũng là bàn thắng thứ 725 của anh trong sự nghiệp. Đáng chú ý, pha lập công này đến vào đúng trận đấu thứ 1000 của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã ra sân 836 trận đấu ở cấp câu lạc bộ và 164 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau 9 năm khoác áo Real Madrid, tiền đạo sinh năm 85 rời đội bóng này để cập bến Juventus. Tính đến thời điểm này, cầu thủ 35 tuổi đã ghi được 53 bàn thắng sau 73 trận cho Juventus. Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Dortmund trước Bremen, tiền đạo trẻ Erling Braut Haaland đã có 12 bàn sau 8 trận đấu chính thức cho đội bóng mới, cộng thêm 28 bàn sau 22 trận đấu trên mọi đấu trường cho Red Bull Salzburg trước đó. Anh đã có tròn 40 bàn chỉ sau 30 trận. Jesus sinh năm 2000 chính là người đầu tiên cán mốc 40 bàn tại năm giải hàng đầu châu Âu mùa này. 40 bàn thắng được Haaland ghi trong vòng 1973 phút thi đấu cho Salzburg và Dortmund, cùng với 8 pha kiến tạo. Anh đã có trung bình cứ 41 phút là lại góp vào một bàn thắng. Không chỉ có vậy, mới sang Bundesliga từ tháng 1, nhưng Haaland đã nằm trong top danh sách những chân sút hàng đầu giải đấu với 9 bàn sau 6 trận. Tỷ lệ chuyển hóa thành công của anh cũng vô cùng ấn tượng với 60%, sút 15 và ghi được 9 bàn. Nếu cứ tiếp tục phong độ khủng như hiện tại, Erling Braut Haaland sẽ còn phá vỡ vô số kỷ lục nữa của bóng đá thế giới và trở thành món hàng hot mà mọi ông lớn đều thèm muốn. Trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham tối qua, Giovanni Lo Celso đã có pha đập nguội rất thô bạo với Cesar Azpilicueta nhưng không chịu bất kỳ hình phạt nào. Đáng chú ý, Lo Celso đã bị một thẻ vàng trước đó. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ người Argentina đã bỏ bóng để đạp thẳng vào ống đồng của Azpilicueta. Nhưng tổ trọng tài VAR, đứng đầu là trọng tài David Coote tại Stockley Park, vẫn bỏ qua cho tiền vệ này một cách đầy khó hiểu. Quyết định của các trọng tài phòng VAR bị đám đông chỉ trích dữ dội. Không chỉ người Chelsea mà hầu hết những bình luận viên, chuyên gia và người hâm mộ chung cuộc đều cho rằng Lo Celso xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận đấu, trên kênh PT Sport, James Humphrey cho biết họ đã liên hệ với các trọng tài ở Stockley Park và David Coote đã thừa nhận sai lầm của tổ VAR trong tình huống này. Mới đây, cơ quan điều hành các trọng tài Anh PGMOL tuyên bố sai lầm của David Coote là lỗi con người. Kết luận này có nghĩa, cơ quan trọng tài Anh khẳng định VAR không phải vấn đề, mà vấn đề nằm ở những người đưa ra quyết định cuối cùng như Coote. Đây được xem là trường hợp đầu tiên trọng tài VAR thừa nhận sai lầm tại Premier League. Từ đầu mùa, có rất nhiều trường hợp VAR gây tranh cãi, nhưng hầu hết đều không rõ ràng như pha thoát thẻ đỏ vô lý của Lo Celso. Không loại trừ khả năng ngôi sao của Tottenham sẽ bị FA phạt nguội vì hành vi bạo lực này. Sáng nay, Real Madrid đã nhận thất bại 0-1 trước Levante ở cuộc đọ sức vòng 25. Cuối đầu trước Levante, Real chỉ có 53 điểm sau 25 vòng đấu. Họ cũng đánh mất ngôi đầu vào tay Barca. Sau trận đấu với Levante, Real Madrid còn nhận tin không vui khi Eden Hazard những chấn thương mắt cá. Tiền vệ người Bỉ buộc phải rời sân ở phút 67, nhường chỗ cho đàn em Vinicius Junior. Khi Hazard ra nghỉ, nhân viên y tế đã phải chùm đá vào chỗ đau cho cựu cầu thủ Chelsea. Hazard mới trở lại thi đấu ở trận đấu gặp Celta Vigo tại vòng 24 sau 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá. Đây là trận đấu mà cầu thủ người Bỉ đã chơi rất hay, mang về một quả 11m cho Los Blancos. Nhưng Real Madrid vẫn bị đối thủ cầm hòa 2 đều. Với chấn thương này, Eden Hazard có nguy cơ vắng mặt ở hai trận đại chiến với Man City ở Champions League và trận siêu kinh điển với Barca trong khuôn khổ vòng 26 diễn ra vào tuần sau.
Trong trường hợp Eden Hazard phải nghỉ thi đấu thì Zidane có lý do để đau đầu, bởi vì đây là hai trận đấu có tính bước ngoặt với Real Madrid trong mùa giải, kể cả Champions League lẫn La Liga. Ngoài trường hợp của cầu thủ người Bỉ, Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Marco Asensio, người dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong khi đó, James Rodriguez cũng mới vừa trở lại sau chấn thương, phong độ vẫn đang bị đặt dấu hỏi.